Các bạn nha, nay mình sẽ cho các bạn xem mấy cái diều trắng nó bay tự do nha các bạn. Diều trắng mình thả không gài nó bay vòng vòng nha các bạn. Giờ mình sẽ cho các bạn xem nha. Giờ đây nè các bạn, nó thường đậu trên cái cây này đó các bạn. À, thấy không? Đây để mình giới thiệu cho các bạn xem. Thì chối nắng luôn rồi. Thấy không? Đó, bà con đứng trên đó luôn đó các bạn. Kỹ. Bà con đứng cho nó thấy không các bạn? Bây giờ mình nó xuống rồi các bạn ơi. Nó đậu đó các bạn. Hai con kiểu bay chơi luôn rồi. Còn nửa vai đâu rồi.
Rồi như vậy xào đứng luôn bạn ơi. Còn nữa bạn ơi.